Xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, sự kiện công nghệ lớn nhất trong năm CES 2023 chính thức khai mạc vào ngày hôm nay, mùng 5 tháng 1 và sẽ kéo dài tới ngày mùng 8 tháng 1. Các đại diện Samsung và Acer đã kịp đưa tới những công nghệ tiên phong mới lạ cho các sản phẩm phần cứng nào để gây sức hút tại đây sẽ là dòng tin nổi bật đầu tiên mở đầu sóng kết nối ngày hôm nay. Thưa quý vị, tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2023 chính thức khai mạc từ hôm nay, Acer chính thức công bố bản cập nhật mới nhất cho công nghệ Study Labs True Game, ứng dụng trò chơi 3D không cần kính với phiên bản mới có thêm chế độ 3D Ultra. Cụ thể, tính năng mới mang đến cho game thủ trải nghiệm chơi trò chơi 3D đỉnh cao với khả năng kết xuất âm thanh nâng cao, hình ảnh 3D lập thể và công nghệ kết xuất hình ảnh thời gian thực làm cho các vật thể và nhân vật trở nên bắt mắt, chân thật và sống động hơn. Đặc biệt, Spatial Labs True Game tận dụng các nguồn dữ liệu thông tin về tạo bóng và hình học 3D trong quá trình phát triển trò chơi và chế độ 3D Ultra với máy ảnh ảo thứ hai đã mang đến cho người chơi những trải nghiệm khác biệt khi đắm chìm trong không gian 3D. Spatial Labs True Game với chế độ 3D Ultra sẽ ra mắt bằng một bản cập nhật phần mềm vào cuối tháng 1 năm 2023. 3D Ultra sẽ được hỗ trợ trên dòng Predator Helios 300 Spatial Labs Editions và màn hình Acer Spatial Labs View. Nắm bắt những công nghệ kỳ lạ được xem là đặc sản của CES, năm nay Samsung giới thiệu ý tưởng màn hình Flex Hybrid với khả năng vừa trượt vừa gập. Cùng với đó là lò nướng Bespoke AI Oven có khả năng cảnh báo khi thức ăn sắp cháy. Theo mô tả, smartphone nhà Samsung sử dụng công nghệ Flex Hybrid có thể gập ở mặt bên trái, bên còn lại có thể trượt để tăng diện tích hiển thị. Người dùng có thể linh hoạt thay đổi kích thước màn hình từ 10.4 inch đến 12.4 inch tùy nhu cầu sử dụng. Hiện Samsung Display chưa công bố thời điểm sản xuất và thương mại hóa Flex Hybrid. Trong khi đó, thì lò nướng thông minh của Samsung được hỗ trợ thuật toán AI Pro Cooking giúp tối ưu hóa quá trình nấu nướng. Thuật toán có thể nhận diện món ăn nhằm đề xuất nhiệt độ, thời gian và chế độ nấu ăn phù hợp thông qua ứng dụng trên smartphone, tự động cảnh báo, đưa ra thời gian nên tắt lò để thức ăn không bị cháy.